Hi. xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tiktok hẻm đồ họ training và ngày hôm nay đức sẽ chia sẻ với các bạn một số mẹo về style chữ ha đã có khi nào bạn tự hỏi các bạn download những style trên mạng về các bạn app vào cái chữ của bạn nhưng nó lại không được như mong muốn giống như những cái ảnh demo không và ngày hôm nay đức sẽ bật mí với các bạn điều này ha khi mà các bạn download những cái style chữ trên mạng về á, có nghĩa là người ta đã lập trình theo một cái thông số nhất định và khi bạn áp vào cái chữ hoặc là cái hình khác của bạn á thì những cái thông số này nó vẫn được giữ nguyên nhưng mà cái kích thước chữ của bạn, cái hình của bạn nó sẽ lớn hơn hoặc là nhỏ hơn với cái thông số người ta lập trình ra. Vì vậy nên khi mà các bạn áp vào các bạn cần phải điều chỉnh lại cái thông số đó một tí xíu ha. Nhưng ở đây không phải là các bạn điều chỉnh từng thông số. Các bạn có thể là scale nó nhỏ lại hoặc là lớn lên thôi ha. Mình lấy ví dụ như mình có một cái chữ đức như thế này ha và đây là cái mẫu style mình đã down trên mạng nè. Các bạn thấy cái ảnh demo của nó ha. Khi mà đức mở cái bảng style ra nè. Thì cái style chữ của nó là cái style vàng gold này ha. đức áp vào nè. Các bạn thấy rõ ràng nó không giống với ảnh demo ha. Thì lúc này các bạn hãy mở cái bảng layer của nó ra ha. Rồi á, trên cái biểu tượng FX của cái layer chữ này ha, các bạn lít phải chuột và chọn là keo phát ha. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh cái thông số scale này lại ha. Đó Ok, thì nó sẽ giống với cái style chữ demo ha Có nghĩa là các bạn đang kéo cái thông số hiệu ứng của nó lại ha Hãy nhớ follow kênh tiktok của mình để cập nhật những video hàng ngày nhé Hi, Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng rất là tuyệt vời của Layer Mask Object ha Thông thường thì chúng ta sẽ nghe nói là khi mà các bạn chuyển ảnh về cái chế độ layer mask object đó, thì nó sẽ bảo vệ những cái điểm ảnh pixel của bạn khi mà các bạn scale cái ảnh lớn lên đó thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng là bị vỡ hạt ha tuy nhiên thì cái layer Mask Object này nó sẽ còn nhiều cái ứng dụng khác rất là hay nữa ha Rồi ở đây Đức có một cái bức ảnh này ha Thì bức ảnh này là của anh Khoai lang Thang nè Ở đây Đức đã đặt lên một cái layer Background ha Và với cái layer Model này nè Đức sẽ click phải chuột nha Đức chọn về là Convert to Mask Object Có nghĩa là Đức đang chuyển cái layer này về chế độ thông minh Có nghĩa là Mask Object á Thì các bạn để ý là trên cái layer thumbnail của bạn Nó sẽ có một cái canh hình chữ nhật mà có một cái góc bị cuốn vào như thế này ha Có nghĩa là cái layer của bạn đang chế độ Mask Object Rồi Đức sẽ tổ hợp phím Ctrl T á Để nó hiện lên cái khung trên form Các bạn để ý ha Khi mà layer của bạn ở chế độ Mask Object á Thì lúc nào cái khung trên form bạn nó cũng sẽ hiện cái dấu x như thế này ha thì đức có thể scale nhỏ lại ha rồi đức nhân bản lên ba lần nữa ha rồi cái hình đầu tiên đức giữ nguyên ha rồi với cái hình thứ hai á đức có thể cho nó biến dạng một tí xíu ha hình thứ ba đức có thể thay đổi cho nó nghiêng qua một góc rồi bây giờ đức sẽ mở lại cái bảng layer của nó nè đức chọn về cái layer góc nghĩa là cái layer model của đó và đức double click vào ha thì nó sẽ mở ra cho các bạn một cái bảng layer mới đó nó sẽ mở ra một cái khung cửa sổ mới thì trong cái cửa sổ mới này á các bạn có thể lay bất kỳ một cái hình ảnh nào khác vào ha các bạn thay đổi một hình bất kỳ tức lay một cái hình ảnh khác vào ha enter nè rồi các bạn sẽ tổ hợp phím cạnh trên s các bạn sao nó lại thì khi mà các bạn trở về cái layer bên đây nè thì các bạn thấy bốn cái hình của bạn nó sẽ thay đổi một lượt theo luôn có nghĩa là các bạn chỉ cần thay đổi một layer và những cái layer nào mà nó thuộc match object mà các bạn copy lên nó sẽ đều thay đổi theo ha thì đây là một cái ứng dụng rất là hay để các bạn có thể làm mockup hoặc là các bạn có thể sử dụng cho những cái thiết kế nào mà các bạn muốn mà một lần các bạn có thể thay đổi được nhiều layer thì đó là một cái tính năng rất là hay của mask object ngoài ra nó sẽ còn nhiều cái tính năng khác nữa và đức sẽ giới thiệu với các bạn trong những video tiếp theo cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Và mình có nhận được một câu hỏi của một bạn Đó là bạn hỏi về sự khác biệt giữa Obacity và Fill của Layer Thì ngày hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn ấy ha Thì đầu tiên Đức sẽ chọn cái công cụ Ship ờ, Đức có thể vẽ ra một cái Ship hình tròn như thế này Đức đổi cái màu nó cho các bạn dễ quan sát ha Rồi Đức mở cái bảng Layer của nó ra ha Đức click vào cái biểu tượng FX phía dưới nè Đức add cho nó thêm một cái chót Thì nó sẽ mở cái bảng Layer Style lên để các bạn hiệu chỉnh cái chót của bạn ở đây Đức cho nó dày dày lên một tí xíu ha. Rồi Đức có thể là đổi cái màu khác. Thì chúng ta sẽ có một cái chót màu xanh phía ngoài ha. Để Đức add thêm một cái shadow luôn. Cái shadow này Đức cũng sẽ cho nó dày dày một tí xíu. Rồi tạm thời như thế ha. Các bạn thấy trên cái layer ship các bạn có cái chót là cái đường viền phía ngoài và cái shadow. rõ đây khi mà các bạn mở cái bảng layer của nó ra, ở đây các bạn đang chọn vào cái layer ship của nó này nha thì trên đây nó sẽ có hai phần opacity và fill thì đầu tiên đối với opacity khi mà các bạn giảm opacity đi ha đó đức giảm đi một mức thì các bạn thấy á nguyên cái ship của bạn bao gồm cái chót và cái shadow phía ngoài và cả lơ ship của bạn nó sẽ cùng nhau giảm hết ha giảm theo cùng một cái cấp độ luôn có nghĩa là nó giảm toàn bộ cái lơ ship của các bạn và ngay cả những cái hiệu ứng áp vào nó đều giảm theo ở đây Đức kéo thay đổi ha Và khi mà Đức kéo về không thì nó mất luôn Đó Rồi Đức tăng lên thì nó sẽ hiện trở lại ha Tiếp tục ở đây các bạn thấy có cái phần fill nè Nó đang là một trăm phần trăm nè Khi mà Đức click vào ha Đứt giảm đi Thì các bạn thấy đối với fill chỉ là cái Layer ship bên trong nó giảm Nhưng mà cái chót nè Và cái shadow phía ngoài á Nó không bị ảnh hưởng nó chỉ giảm cái layer shift phía trong thôi còn những cái hiệu ứng bên ngoài nó đều không bị ảnh hưởng ha thì đó là sự khác biệt giữa opacity và fill đối với opacity thì nó sẽ giảm toàn bộ cái layer của bạn luôn ngay cả những cái hiệu ứng áp vào còn đối với fill thì nó chỉ giảm cái layer của bạn thôi ha còn đối với những cái hiệu ứng mà các bạn áp lên cái layer đó nó hoàn toàn không bị thay đổi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hãy nhớ follow kênh tiktok cũng như là subscribe kênh youtube Hẻm đồ họa trên đây nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế